cuốn luôn em. Gấp cho nó thịt khổ rồi. À, để dành lết về. Thôi được rồi, còn hai món mà ăn mới luôn. Còn hai món mà còn ớt rồi. Ớt xào thì ớt mà. Ớt xào xào ớt rồi. Đây nè. Đây là mình không. Ớt thì còn còn đấy. Thôi kêu đi, kêu đi, cái gì kêu đi. Món nào cũng được. Đây là cảnh nhà hàng Núi Nếp ở Cần Thơ. Gia đình mình sẽ vào nhà hàng Núi Nếp ở Cần Thơ này.